Đây là số phụ tùng của máy bơm nè con, máy bơm thuốc trừ sâu nè, là bơm hai bơm nè, nghĩa là hai motor luôn nè, ghê không? Hai bơm nè, 5 ampere luôn nè, ghê không? 12V, 12V luôn nè. Cái này gọi là hai bơm nha, mạnh á. Đây là volume nó luôn nè, đây là volume tăng lớn nhỏ luôn thấy không? Này của các bình xịt thuốc nè, xuất điện á, hai bơm, hai motor nè. Bán mua cái gì bán đó nè, một này là hai cục bơm nè, là các volume nè. Này là bơm điện, còn đây là bình ắc quy hay gọi là pin đó, bình ắc quy của nó nha. Ui quá trời bự luôn, bình ắc quy nha. Ắc quy đó là 12V 12A luôn nè bà con, bình này bình lớn á, 12V 12A, 12V 12A. Đây bình ắc quy 12V 12A. Phanh cốc. Phanh cốc. Đây là bơm. Hai motor đó là hai bơm á. Rất mạnh nha bà con. Còn đây là volume. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Phụ tùng điện, bơm xịt thuốc điện. Adapter đều có luôn nha, con thử cái gì mua cái đó nha, đầy đủ nha. Đa số là nó chỉ hư bơm này thôi, mà con bình vẫn xài bình thường, mua bơm gắn vô là xài. Còn bình ắc quy thì hết thời gian thì nó hư thì mua cứ gắn vô. Volume hư thì mua volume gắn vô, cái bình vẫn xài bình thường.